Hello cả nhà yêu, hello. Hôm nay là mình lại đi ăn bún chả Thúy Mùi. Đấy các bạn ạ, đây là mình là fan trung thành của quán này. Và cô làm rất là ngon. Thì hôm nay lại cô lại tặng mình cái này các bạn ạ. Đây là bánh bún nhân bún xào với cả mochi thôi. Tuyệt vời quá. Đấy, mình đi ăn đồ mà khán giả trung thành của quán nên là mình được cô tặng này. Đây, chủ tặng. Đây là người nữ đang sống tại đây. Ồ, có tuyệt vời luôn. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Đi ăn bún chả được tặng quà. Quá là tuyệt vời luôn. Quán này ngon đấy các bạn ạ. Quá ngon. Đây các bạn ơi, đây là miến lươn Hà Nội này. Quán Thúy Mùi nhé các bạn nhé. Ok, hai bức tranh đây. Quá là ngon luôn này. Đỉnh nhá. Đỉnh cao, chất lượng. Nói chưa? Okay. Hello cả nhà yêu. Hôm nay là mình đi ăn bún chả nhưng lại được tặng quà các bạn ạ. Để tặng quà. Thì hôm nay là mình ăn bún chả Thúy Mùi nhé. Thì có chuẩn Hà Nội. Dạ, há sườn sông. Không, sườn sông. Nói chung là chuẩn Hà Nội đấy. Đây là thịt băm này. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là món sở trường của mình. Mời cả nhà cùng ăn nhé. Đây là cái kênh nhé. Đây các bạn ơi, đây là chả mực của Thúy Mùi. Bún chả Nội nhé. Nhìn ngon các bạn ơi. Đây. Đây là mẫu mới hả em? Dạ đúng rồi. Đây là mẫu 34k. 3 con rồng đúng không anh? 24k đúng không anh? Con này bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ sản phẩm về ghế hiện tại là 6.7 triệu. 6.7 triệu đúng không? Đây các bạn nhìn, rất là đặc biệt. Hôm qua mình mua con này nè. Con này cũng khá là to đó. Bây giờ em đeo cho anh. Chết rồi. Nhìn nó vui. Đẹp nhỉ. Chắc anh chốt cái này luôn đó. Nhìn con cha luôn. Cha nó là cha. Đẹp nhỉ. Okay. Đẹp rồi. Các bạn xem. Đẹp không? Yêu. Đấy, hôm nay mình lại tìm thêm được một con mới này. Đây là ba con rồng nhỏ nhá. Đây mình tính tiền rồi nhá. Bật phong thủy đây. Đấy, đấy. Mình mua này là cả nhà mình mua mỗi người một con khác nhau đấy để lấy may mắn. Đồ gì các bạn? Đây, đồ gì nhá? Đáng yêu không các bạn? Yeah. Dễ thương ha. Charm. Chào cả nhà yêu nha. Người dùng yêu các bạn. Tạm biệt.
Phải cảm ơn nhiều nhé. Cảm ơn anh chị. Ok, em giới thiệu cho anh con này được không? Yeah, con này thì nó sẽ là bánh xấu. Anh nó quay này, em cứ nói đi. Em nói về giá cả rồi xong giới thiệu giúp mình. Em cầm này. Tên của con này là con gì? Đây là con tí hưu của em nhỉ? Đây có vẻ là con to nhất của em. Cái này là cham hồ ly á chị. Hồ ly chín đuôi.
cái này mình đeo có thể là mình đeo phong thủy. Cái này nó cũng đại diện cho tình duyên và chiến tuyến cờ đỏ sao vàng tiến quân Việt Nam chiến thắng màu cờ in hình núi sông giữ sự bền dùng xây nước non quê nhà như bác Hồ ngày đêm ngóng trông hình bác nhớ in trong tim lời bác chúng con không quên biểu pháo lên đồi cao bắn rơi máy bay quân thù từng đoàn bộ binh tấn công phương bắc từng đoàn xe tăng tấn công nhảy qua biểu pháo lên đồi cao the Christmas season has come. Outside the door, the white snow is falling.